Chế độ ăn kiêng một bữa một ngày có thực sự giúp giảm cân? Chế độ ăn OMAD là chế độ ăn kiêng giảm cân, trong đó một người chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Chế độ ăn kiêng này sử dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 23:1. Điều này chỉ ra rằng một người nhịn ăn trong 23 giờ mỗi ngày, chỉ để lại 1 giờ để ăn. Chế độ ăn OMAD là về việc hạn chế lượng thức ăn bạn nạp vào cơ thể chỉ một lần một ngày. Điều này có thể buộc cơ thể bạn đốt cháy mỡ thừa, do đó giúp bạn giảm cân. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Thường niên, các loại nhịn ăn gián đoạn được điều chỉnh có thể giúp bạn giảm cân bằng cách cải thiện thói quen ngủ và hỗ trợ quá trình tiêu hóa bình thường. Tuy nhiên, bạn phải thận trọng để không hình thành các chứng rối loạn ăn uống và lối sống. Đặc biệt, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontier Physiology, nếu bạn có thể thực hiện chế độ ăn kiêng OMAD 2 lần một tuần, bạn sẽ ít có khả năng tăng lại cân nặng đã giảm